Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm mì ý xào nha mọi người, xem có như ý không nha. Thì mình dùng loại mì ý này nè. Thì mình bắt nồi nước lên cho nó sôi và mình cho vào một ít dầu nha, để khi mình luộc có cho nó đừng dính lại á. Thì mình nãy có cái phần mì đó mình cho hết luôn nha mọi người. Mình đảo vòng rồi mình đậy nắp lại, mình nấu, mình luộc trong vòng 10 phút nha mọi người. Thì trong khi chờ đợi mì nó chín thì mình xắt một ít hành ba rô nè, một ít tỏi và một ít ớt nữa để chuẩn bị xào nha. Thì xào chung với mì thì mình dùng cái thịt ung khói này nè mọi người, ở siêu thị người ta bán sẵn, loại mỏng mỏng cũng có, loại dày dày cũng có nữa. À, thì mì cũng đã chín rồi nè mọi người, sau 10 phút mình dở ra và mình thấy mì nó mềm và nó không có bị dính với nhau mà nó dai nữa. Bây giờ mình sẽ vớt ra, mình không có rửa lại nha mọi người. Rửa lại là cái cọng mì của nó bở, sao nó kỳ kỳ lắm. À, mình cũng xắt thêm một ít củ cải đỏ nữa. Với mình có chuẩn bị thêm giá này, mình đã rửa xong rồi, và bắp cải tím á. Bây giờ mình bắt chảo lên nha, mình không có cho dầu vào trước nha mọi người, mà mình cho thịt vào để mình xào cho nó sơ săn săn nha. Mình cho một ít tiêu vào nữa. Thì xịt săn thì mình cho hành ba rô, tỏi và một ít ớt vào mình xào nha mọi người. Và cho củ cải đỏ vô nữa, tại củ cải đỏ nó lâu chín á. Giờ nêm một ít muối, một ít bột ngọt và một ít đường nha mọi người. Thì mình xào xào cho nó săn rồi mình để bắp cải vô nha. Bắp cải và giá mình để vô luôn. Thì mình xào sơ qua một cái rồi mình để mì vô nha mọi người. Thì mì nãy mình luộc có mình thấy nhiều quá cho nên mình cho phân nửa thôi, mình chừa lại phân nửa. Thì mình xào lại cái mình nêm thử coi sao. Để mình ăn thử nha mọi người. Thì mình ăn mình thấy nó hơi lạc mà, cho mình thêm ít muối nữa. Và cuối cùng thì mình cho hành ba rô và ớt còn lại là xong nha mọi người. Và rắc lên một ít tiêu nữa. Giờ mì ý xào đã xong rồi, bây giờ mình cho ra dĩa nha. Rắc thêm lên một ít hành ngò gí nha mọi người ơi. Để thêm ớt ớt nữa cho đẹp. Và cuối cùng là tiêu. Tiêu để lên cho thơm nha. Đó. Thấy phải đẹp mọi người, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu trắng rồi đầy đầy đủ màu hết. Giờ mình ăn thôi mọi người, mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Ngon lắm mọi người ơi, mọi người hãy làm thử ăn nha. Thì xin cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Bye bye.